Chào các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Vâng, đó là tiếng xe buýt vừa mới đi qua. Đây là một buổi tối khá là êm đềm thơ mộng trên con sông Kim Ngưu, nhà tôi. Và tôi đang đứng trước cửa hàng ốc, đồ ngô. Vâng, như các bạn đã thấy. Chúng ta đi tiếp vào đây xem như thế nào nhá. Vâng, trên màn hình các bạn đang theo dõi là một nhóm các bạn trẻ, rất là trẻ và trâu. Cho vui để anh lại phỏng vấn em tiếp nhá, Sâm nhá. Ok man. Chào Sâm nhỉ. Có phải bạn là Tiến Sâm nổi tiếng trên Facebook không? Không, trên Facebook tôi chỉ nổi tiếng là Sâm Tisa thôi. À thế à? Sâm Tisa có trong quen... Trong ao thì tôi chỉ... Trong ao ấy, tên tôi là Tiến Sâm nhưng mà họ toàn gọi tôi là Tiến. À Tiến à? À, à chắc là tên Sâm nó dị quá không? Không, nó nghĩ Tiến. Ôi. Nó nghĩ Sâm là tên bố tôi. À, thì cũng được. À, thế Sâm Tisa có quen Kenny Sang không? Không. Nghe tiếng tên nó giống giống. Nó hình như là... Nó phải quen tôi không quen nó. À thế à? Rồi, thôi. Bạn hết sân khấu rồi, bây giờ bạn... Ông nhìn cái quả biển... Có thể giới thiệu tôi mấy con dở hơi này. Là Sara Baby đến từ thành phố Nam Định. À, Nam quê Định. Phở bò. À, thế à? Có nhớ cái hồi trước mình về Nam Định xong là uống bia hơi Hà Nội không? Uống bia hơi Hà Nội. Ăn cả được phở Hà Nội. Đây là Mirin. Ôi, đừng quay tớ. Không lên đỉnh đâu. Không quay tớ. Rồi, tiếp đây. Kệ đó. Thanh niên đấy là thanh niên tự kỷ. Đây là bảo kê quán ốc. Ok. Bao giờ kệ đó. Gì lung tung vậy? Thanh niên đây, quay tiếp. Thanh niên cứng, không mặc quần đi chơi. À, đâu? Quần đâu? Cắm cái áo dài. À, đây à? Thôi. Nhìn mái tóc này, nhìn mái tóc là thế em rất là xinh. Ủa rồi. Em này chơi, sợ này. Em phải chơi rồi, em phải chơi rồi. Nếu các bạn hay chơi trò Bandmaster chắc các bạn đã biết đây là thanh niên kem chống nhục. Dù thế nào thì em ấy cũng không nhục đâu. Nếu bạn là tín đồ của Mario Zawa, bạn không thể làm quên được Rio Zawa. À, đây à. Hot Girl, Hot Girl là Đức. Bắt tay. Người nổi tiếng à? Đây là Rio Zawa đúng không? Rio Zawa. Bạn là anh họ hay là em họ của chị Maria đấy? Không phải. Người tình. Cái câu chuyện này ấy. Bạn buồn. Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này. Rồi, bạn cứ kể đi. Cái thời mà tôi còn học cấp 3 ấy. Ừ. Cái thuở mà... Thuở gì? Hả? Thôi cái thời ấy không dài, bây giờ nói thẳng vấn đề. Ừ. Thời đấy là cái kiểu sách báo nhiều. Ừ rồi. Maria nó lại luôn luôn được ở trang bìa. Đấy, thế là tôi thành hâm mộ đó. Từ hâm mộ là tôi bắt đầu lấy tên luôn là của cô ấy. Thế rồi à? Nhà phát hiện. Đây chỉ là đơn giản chỉ là một fan cuồng thôi các bạn. Tìm muối đi. Phải là liên quan đến. Ấu rẻ. Sửa chính xác là nhàn nhạt nước ốc. Vâng, đây là các bạn bạn dài. Đáng ăn ốc rồi. Thôi các bạn dài mình không giới thiệu đâu. Kệ các bạn đi nhé. Chim không chặn đất. Xuyệt. Thằng nào thế mà? Anh ấy đang làm gì đó? Anh ta vừa móc cái gì đó xong anh ngửi. Thôi thế đây nhá. Chị ơi, cũng đây luôn.